ngày 1 tháng 3 năm 2018, Công an quận Ba Đình, Hà Nội đã tạm giữ hình sự ca sĩ Châu Việt Cường để điều tra làm rõ vụ một nữ sinh tử vong bất thường sau khi sử dụng ma túy. Đây thực sự là một tin tức gây chấn động của làng giải trí Việt, bởi từ trước đến nay, Châu Việt Cường vốn đã gắn liền với những lùm xùm khiến hình ảnh của anh rất xấu trong mắt khán giả. Nhiều không dám yêu, ai mà dám yêu. Nhà giàu đất vách, chắc gì đã có phong cách của một dân chơi thời nay người ơi. Nào mà chơi chất nhiều hơn vô kể, sống rất bao dung, thật tâm tử tế. Chơi nào tính toán, không bao giờ ai oán. Tuy nghèo thế thôi nhưng chơi thì chơi chất. Ca sĩ Châu Việt Cường tên thật là Nguyễn Việt Cường. Anh sinh năm 1984, quê ở Hà Trung, Thanh Hóa và từng học trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội. Với sự giúp đỡ của ca sĩ Lâm Chấn Huy và ông bầu của công ty Vĩnh Thuyền, ca sĩ này đã được vào Nam và cho ra mắt album thứ 3. Châu Việt Cường là ca sĩ theo dòng nhạc trẻ trữ tình. Anh được khán giả biết tới qua ca khúc Bạc Trắng Tình Đời, Liều Thuốc Yêu Tình Chết v.v. Trong 10 năm hoạt động trong showbiz, mặc dù chưa thực sự gây được ấn tượng với khán giả về âm nhạc, nhưng nam ca sĩ Châu Việt Cường của dòng nhạc thị trường đã sở hữu khá tai tiếng. Đó là vào năm 2012, Châu Việt Cường vướng phải lùm xùm, bị một fan nữ kiện anh với tội cưỡng hiếp. Trong bức thư dài 300 giấy của một nữ sinh đã tố nam ca sĩ hiếp dâm tại nhà riêng ở phòng 701, chung cư A3, Hồ Đền Lừ, Hoàng Mai, Hà Nội, không chỉ một lần, nam ca sĩ đã hiếp cô tới 2 lần. Theo đó, nữ sinh này quen ca sĩ Châu Việt Cường qua mạng xã hội. Vào tháng 2 năm 2012, nhân dịp trường tổ chức dã ngoại ở Hà Nội, cô nữ sinh đã được nam ca sĩ mời đi uống nước để anh em biết mặt nhau. Theo mà chơi chất nhiều hơn vô kể, sống rất bao dung, thật tâm tử tế. Chơi nào tính toán, không bao giờ ai oán. Tuy nghèo thế thôi nhưng chơi thì chơi chất, vẫn quật rồi. Phong cách người chơi ai đoán được người ơi, khi ta mới chơi ta đâu hiểu. Đến căn hộ chung cư nơi ca sĩ Châu Việt Cường sinh sống, cô nữ sinh kể trên đã bị nam ca sĩ Châu Việt Cường khống chế, ép quan hệ tình dục tới 2 lần. Khi nhà chức trách vào cuộc xác minh đơn tố cáo, ca sĩ Châu Việt Cường phủ nhận đã cưỡng hiếp fan hâm mộ mà cho rằng hai người quan hệ hoàn toàn tự nguyện. Sau đó, ca sĩ Châu Việt Cường cho biết đã nhận được thông báo của Công an quận Hoàng Mai về việc kết thúc điều tra vụ việc. Ca sĩ Châu Việt Cường cho hay, tôi tin mọi việc đã được làm sáng tỏ, tôi cũng không có ý định tố cáo nữ sinh này về hành vi vu khống. Tai tiếng này chưa qua, scandal khác lại đến. Vào đầu năm 2014, trên mạng xã hội bất ngờ chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh cãi nhau của một nhóm người tại quán nước, trong đó có nam ca sĩ Châu Việt Cường. Theo đó, chủ quán nước nhắc nam ca sĩ ngồi cẩn thận kẻo gãy ghế. Nghe những lời nói này, Châu Việt Cường cho rằng mình không được tôn trọng nên đã bức xúc và to tiếng với chủ quán. Sau đó anh còn gọi một người bạn ra giải quyết sự việc này. Dù người chủ quán nước khẳng định mình chỉ nhắc nhở Châu Việt Cường, nhưng nam ca sĩ nóng này chửi bới, thậm chí dọa thuê côn đồ xử chủ quán nước. Sau khi làn sóng tranh cãi, chỉ trích nổ ra, Châu Việt Cường đã thanh minh rằng con người ai cũng có lúc nóng nảy và sự việc diễn ra là ngoài ý muốn. Không biết ý em ra làm sao, để được em yêu anh phải như thế nào. Hai năm sau khi tai tiếng đánh người, đến tháng 9 năm 2016, khi ca sĩ Châu Việt Cường đang biểu diễn trên sân khấu, thì có một người bán loa đài mở nhạc của ca sĩ khác. Vì tiếng nhạc khá lớn nên nam ca sĩ đã đề nghị người đó cắt nhạc. Tuy nhiên, người này đã không làm theo yêu cầu của Châu Việt Cường mà vẫn tiếp tục mở nhạc. Nghĩ mình bị người ta trêu người nên Châu Việt Cường đã lao xuống sân khấu tìm người mở nhạc để nói chuyện đầu cuối, đồng thời đe dọa bóc cổ vị khán giả này. Khi xảy ra tranh cãi, người dân có mặt xung quanh đã liên tục can ngăn. Về sau mọi người phải kéo nam ca sĩ đi sang chỗ khác thì mọi việc mới được giải quyết. Đa phần các ý kiến đều cho rằng Châu Việt Cường đúng lý, nhưng về cách xử lý tình huống của anh thì lại quá trợ búa, thiếu linh hoạt. Vào cuối tháng 11 năm 2016, nam ca sĩ tiếp tục gây xôn xao khi trở thành nhân vật chính trong clip ẩu đả dữ dội của một nhóm thanh niên tại Quế Võ, Bắc Ninh. Theo chia sẻ, khi cùng tài xế đang hỏi đường đến địa điểm diễn, anh bị một nhóm thanh niên say rượu gây gổ và văng tục. Tài xế của Châu Việt Cường đã lên tiếng và bị nhóm người đó đánh đến sưng mặt. Đến tháng 6 năm 2017, trên mạng xuất hiện một số hình ảnh ghi lại cuộc va chạm giao thông giữa Châu Việt Cường
và một số người đi xe máy, khiến cho hai bên cãi cọ qua lại và ẩu đả gây xôn xao dư luận. Ngay sau đó, Triều Việt Cường đã nhanh chóng lên tiếng giải thích về vụ va chạm giao thông xảy ra vào lúc 5 giờ chiều tại tuyến phố Thái Hà. Em hãy nói hết đi ơi người ơi, để anh biết được ý của người. Kể tiếp tục vụ tai nạn, Châu Việt Cường cho hay tại thời điểm đó anh đang điều khiển xe ô tô rẽ vào đoạn đường dẫn về nhà với tốc độ mà anh tự nhận là 5 km/h, thì có một cậu thanh niên điều khiển xe máy lao với tốc độ chóng mặt 50-60 km/h, lao dầm vào xe của mình. Chả biết có rượu chè gì không, thấy cậu này mặt đỏ bừng, xe máy của cậu ấy rút vào gầm xe ô tô của tôi luôn. Cũng theo Châu Việt Cường, khi anh vừa bước ra khỏi xe ô tô thì người thanh niên kia vẫn chưa biết đúng sai thế nào đã xông vào văng bậy, rồi bảo với anh đại ý rằng ông đi ô tô là ông sai, người lái xe máy. Sau đó đã tự giới thiệu với Châu Việt Cường rằng mình làm chỗ này chỗ kia và giữ chức vụ gì. Nam ca sĩ quả quyết, người thanh niên này còn có ý định ăn vạ nên anh mới nổi cơn tam bành lao vào dạy cho một bài học. Châu Việt Cường giải thích do ngón tay của anh đeo nhẫn nên mới khiến cho mặt mày người này bị chảy máu sau cú đấm. Anh còn khẳng định, lúc đó dù biết rất nhiều người xung quanh chụp ảnh và ghi lại, nhưng anh không sợ vì mình không làm gì sai cả. Lý giải về hành vi lao vào đánh người, Châu Việt Cường cho biết, nếu người thanh niên lái xe máy không lớn tiếng bằng bậy và đem chức vụ ra dọa thì anh cũng không động tay động chân. Cũng trong livestream, Châu Việt Cường cho biết, anh đã dọa người điều khiển xe máy yêu cầu bồi thường tiền đầu xe ô tô bị đâm móc, và người này sau đó đã nhận sai và xin lỗi. Nam ca sĩ cũng khẳng định anh chỉ dọa bắt đền vì ô tô của anh được mua bảo hiểm 100% nên hỏng hóc có thể mang đi sửa và được bảo hiểm. Thì làm sao em trao ơn? Em trao ơn. Tình trời. Sự việc ồn ào trên, mới đây vào chiều ngày 5 tháng 3 năm 2018, lãnh đạo công an quận Ba Đình đã cho biết cơ quan này đang điều tra một vụ án nữ sinh tử vong bất thường sau khi sử dụng ma túy cùng ca sĩ Châu Việt Cường. Nữ sinh tử vong được xác định là một cô gái 20 tuổi trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Tại cơ quan công an, ca sĩ Châu Việt Cường khai nhận rạng sáng cùng ngày đi cùng hát và đi về một nhà người bạn ở phường Cống Vị, quận Ba Đình. Tại đây, ca sĩ Châu Việt Cường và một số người bạn đã tổ chức sử dụng ma túy. Về nguyên nhân nữ sinh hát tử vong, ca sĩ Châu Việt Cường khai sau khi sử dụng ma túy suốt đêm, rạng sáng hát xuống chợ dưới nhà mua tỏi mang lên phòng, do đó ảo giác bị ma nhập nên Châu Việt Cường và hát đã rắc tỏi quanh nhà để trừ ma, sau đó cả hai đã bóc tỏi cho vào miệng. Do Cường và hát cho nguyên củ tỏi vào miệng nên nữ sinh này đã bị nghẹn dẫn tới tử vong. Cường khai bản thân ăn rất nhiều tỏi. Những người bạn xung quanh chứng kiến có vào can ngăn nhưng do cả hai đang phê ma túy nên không can được. Sau đó những người này đã đi khỏi hiện trường. Sau khi được báo tin, công an phường Cống Vị đã đến hiện trường tổ chức xác minh và chuyển hồ sơ lên công an quận Ba Đình tiến hành điều tra. Công an quận Ba Đình đã đưa ca sĩ Châu Việt Cường về cơ quan công an để điều tra làm rõ vụ việc. Lãnh đạo công an quận Ba Đình cho biết, đây mới chỉ là lời khai ban đầu của ca sĩ Châu Việt Cường. Hiện cơ quan chức năng đang khám nghiệm pháp y để xác định nguyên nhân khiến cho hát tử vong. Cơ quan công an cũng đã làm việc với những người bạn sử dụng ma túy với hát và Châu Việt Cường để tiếp tục làm rõ vụ việc.